nhìn lại 3 dấu mốc thất bại thay đổi sự nghiệp của Trương Đình Hoàng. Những dấu mốc không đáng nhớ nhưng lại góp phần rất quan trọng khiến boxing Việt có một Trương Đình Hoàng như hiện tại. Một võ sĩ với vẻ ngoài mạnh mẽ, một nhà vô địch SEA Games và đang sở hữu chiếc đai vô địch WBA châu Á. Tất cả những yếu tố đó khiến Trương Đình Hoàng nổi lên trong khoảng 2 năm trở lại đây như một ngôi sao hàng đầu của thể thao Việt Nam. Tháng 12 vừa qua, tay đấm sinh năm 1990 cũng vừa đánh dấu cột mốc lần thứ 12 liên tiếp vô địch quốc gia, hướng tới mục tiêu SEA Games 31 với việc giành lại tấm huy chương vàng ngay trên đất Việt Nam. Tuy nhiên tạm gác lại những câu chuyện thành công hay tương lai SEA Games, khi các phóng viên của chúng tôi có cơ hội đến thăm câu lạc bộ Trương Đình Hoàng Boxing của nhà vô địch, chúng tôi mới biết thêm nhiều điều về hành trình thành công, mà trong đó có cả những dấu mốc thất bại khiến anh thay đổi để có được như ngày hôm nay. Từng bị trả về vì không thể hiện được tố chất. Trương Đình Hoàng thành công với boxing, tuy nhiên ít người biết võ sĩ người Đắk Lắk vốn là một vận động viên tán thủ khi mới bắt đầu đến với võ thuật. Anh được tuyển lên đội trẻ tán thủ ở tỉnh Đắk Lắk với hy vọng theo đuổi nghiệp thể thao như nhiều thanh niên khác. Tuy nhiên thời gian thi đấu mà không có bất kỳ thành tích gì, huấn luyện viên đành trả Trương Đình Hoàng về gia đình khi thấy anh không thể hiện được nhiều tố chất cho bộ môn này. Trương Đình Hoàng nói về thất bại đầu tiên. Lúc trước mình bắt đầu với võ, vốn ban đầu là tập tán thủ, tuy nhiên sau một năm thi đấu không có thành tích, có lẽ mình không phù hợp với môn dùng cả tay và chân, mình bị huấn luyện viên trả về nhà. Khoảng hơn nửa năm, Hoàng vẫn còn rất nhớ và bắt đầu tìm một môn khác để trở lại với việc tập luyện. Khi bị trả về thì mình và bố mẹ rất buồn khi bản thân không thể hiện được tố chất và cũng suy nghĩ rất nhiều. Và một khi có cơ hội một lần nữa, Hoàng lại tiếp tục. Rất may mắn là boxing khá phù hợp với con người mình. Thực sự bén duyên với boxing, Trương Đình Hoàng có cơ hội tập luyện cùng các đàn anh như Cao Văn Trường, cũng là một boxer hàng đầu của Việt Nam thời bấy giờ. Tiền đề để Hoàng bắt đầu hành trình thành công với boxing. Chỉ sau vài tháng, Trương Đình Hoàng đã có tấm huy chương bạc quốc gia khi vượt qua những võ sĩ kinh nghiệm, khiến giới chuyên môn bất ngờ. Sự chủ quan và dấu mốc 2009. Tuổi trẻ thành công sớm đã tạo nên sự chủ quan, đó là lẽ thường và cũng không ngoại trừ với Trương Đình Hoàng. Trước khi anh chia sẻ với chúng tôi về thất bại bởi sự chủ quan của mình. Đó là một trận ở giải Cúp Quốc gia năm 2009, đánh tại sân nhà luôn trước một đối thủ mình nghĩ không bao giờ thua, nhưng Hoàng lại thất bại. Mình đã nghỉ tập hẳn một tuần để nghĩ lại, thậm chí có nghĩ tới việc nghỉ thi đấu, nhưng cuối cùng thì mình vẫn quyết định làm lại, bắt đầu từ giải vô địch quốc gia để có suất đi SEA Games. Sau đó cùng năm 2009, mình bắt đầu lấy lại mọi thứ, từ việc thắng lại đối thủ khi gặp lại tại giải vô địch quốc gia ở Nghệ An, đó cũng là lần đầu tiên Hoàng vô địch quốc gia và liên tiếp cho đến bây giờ. Cho tới thời điểm hiện tại, bức tường thành mang tên Trương Đình Hoàng đã đứng vững suốt 12 năm ở ngôi vô địch. Với tôn chỉ sẽ bảo vệ danh hiệu cho tới khi giải nghệ, tay đấm người Đắk Lắk luôn thể hiện một sự tỉnh táo quyết tâm trước mục tiêu mình đặt ra mỗi khi nhắc về nó. Cả hai võ sĩ cùng tập luyện, cùng đối mặt trên sàn đấu, ai là người khát khao hơn, người đó sẽ chiến thắng. Hoàng chia sẻ với báo giới sau trận chung kết ở giải vô địch quốc gia 2020. Năm 2018 vốn đã định treo găng sau thời gian thống trị các giải quốc gia, Trương Đình Hoàng lại nhận được lời mời thượng đài theo luật thi đấu chuyên nghiệp trước đối thủ người Úc Matteo Tapia. 400 triệu đồng là con số dành cho người chiến thắng vào thời điểm đó. Đáng tiếc trận đấu lại kết thúc theo một kịch bản vẫn còn gây tranh cãi từ bây giờ. Bảng điểm điện tử hiện tỷ số hòa, nhưng chiến thắng lại tuyên cho tay đấm người Úc. Đó cũng là thất bại đầu tiên của Trương Đình Hoàng trên võ đài nhà nghề. Cho tới nay, nếu đến thăm câu lạc bộ boxing của Trương Đình Hoàng, ta vẫn có thể thấy anh đã đặt bức hình của trận đấu năm 2018 lên khu vực dễ thấy nhất ở phòng tập như một lời nhắc nhở trong hành trình thi đấu sau này. Đây là hình ảnh mình đặt ngay trung tâm phòng tập. Khi mình nhìn lại thì bản thân hướng tới những thành tích trong tương lai. Khi nhìn lại một trận thua, mình sẽ thấy mình còn thiếu những gì để hoàn thiện nó. Đó cũng là lý do khiến Hoàng đặt bức hình đó trong phòng tập. Trương Đình Hoàng chia sẻ. Sau trận đó, mình cũng trở lại thi đấu và có những thành tích nhất định. Đấy là niềm vui và cũng là lời nhắc nhở bản thân, không được nhìn vào thành công trước mắt, không bao giờ dừng lại trên chiến thắng. Kể từ sau trận thua năm 2018, Trương Đình Hoàng lần lượt vượt qua các đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan để mang về chức vô địch WBA Đông Á và sau đó là danh hiệu WBA Châu Á như hiện tại. Khi đạt tới thành công, sẽ không mấy người nhớ tới những thất bại của mình. Câu nói này có thể đúng với những fan hâm mộ bất kỳ ngôi sao, nhân vật nổi tiếng nào. Nhưng với những cá nhân như Trương Đình Hoàng,
đó lại là một phần để tạo nên thành công như hiện tại. Đầu năm 2020, Trương Đình Hoàng đã trở thành chủ nhân của chiếc đai WBA châu Á danh giá, tiến dần đến con đường boxing chuyên nghiệp của mình. Tháng 2 tới đây, tay găng số 1 Việt Nam sẽ có trận đấu chuyên nghiệp thứ 4 ngay tại Sài Gòn, trước đối thủ người Việt gốc Anh Matthew Cook Donan. Ngoài ra, anh còn nhắm tới mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 2, danh hiệu anh đã bỏ lỡ ở kỳ đại hội trước đó. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Trương Đình Hoàng sắp đấu võ sĩ người Việt gốc Anh. Đối thủ cho trận thượng đài chuyên nghiệp tiếp theo của Trương Đình Hoàng đã chính thức được xác định. Sáng 14 tháng 12, võ sĩ Trương Đình Hoàng, nhà vô địch boxing WBA Đông Á đã đưa ra thông báo chính thức về trận thượng đài chuyên nghiệp tiếp theo của mình. Theo đó, Trương Đình Hoàng sẽ so găng với đối thủ 36 tuổi, Matthew Cook Donner, dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh sau dịp Tết Nguyên đán 2021. Trương Đình Hoàng cho biết, sau một năm khá dài, Hoàng không có một trận đấu chuyên nghiệp nào do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì Matthew Cook Donner là võ sĩ đã gửi lời thách đấu đến Hoàng, với một trận đấu chuyên nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021, sau thời điểm Tết Nguyên đán 2021. Võ sĩ nào thắng sẽ có quyền quyết định về số tiền thưởng cho trận đấu này, có thể là dành cho các quỹ từ thiện ở Việt Nam. Theo website thống kê của boxrec.com, Matthew Cook Donner, sinh tháng 9 năm 1984, 36 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống ở Việt Nam, nhưng sinh ra và lớn lên tại Vương quốc Anh. Võ sĩ này mới đấu chuyên nghiệp một trận, gặp đối thủ Alexei Filonesco với kết quả giành chiến thắng. Trong khi đó, Trương Đình Hoàng trẻ hơn đối thủ 6 tuổi, từng đấu 3 trận quyền Anh chuyên nghiệp với thành tích toàn thắng. Hiện Trương Đình Hoàng vẫn đang giữ chiếc đai WBA Đông Á. Mới đây, anh cũng giành huy chương vàng ở giải vô địch boxing quốc gia đầy ấn tượng, danh hiệu mà võ sĩ này đã thống trị hạng cân của mình suốt 12 năm qua. Tại trận đấu chuyên nghiệp sắp tới, với lợi thế tuổi tác cộng với việc Matthew Cook Donner không phải là đối thủ quá mạnh, thì Trương Đình Hoàng sẽ được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng, qua đó duy trì kéo dài thành tích ấn tượng của mình kể từ khi chuyển sang thi đấu nhà nghề. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Boxer Trương Đình Hoàng, trổ tài bắt gọn tên trộm xe. Tình cờ chứng kiến tên trộm xe tháo chạy, boxer Trương Đình Hoàng đã ra tay tóm gọn kẻ gian. Theo thông tin từ người dân, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ tối ngày 22 tháng 12 trên đường Phan Trọng Tuệ, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kẻ gian đã bỏ chạy sau khi phát hiện bẻ khóa chiếc xe lôi trước cửa nhà của một người dân. Võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng tình cờ chứng kiến tên trộm bỏ chạy qua quán cà phê của mình và nhanh chóng đuổi bắt được kẻ gian. Đang chạy bàn thì thấy trộm chạy ngang qua quán, mới ăn cơm xong đuổi theo muốn học quả cơm. Tay găng sinh năm 1990 chia sẻ. Sau đó với sự thống nhất của người dân, tên trộm đã gửi lời xin lỗi gia chủ và được thả đi với lời hứa không tái phạm. Đầu tháng 12 vừa qua, Trương Đình Hoàng vừa bảo vệ thành công chiếc vô địch quốc gia năm thứ 12 liên tiếp của mình. Tay găng người Đắk Lắk thể hiện một phong độ hoàn toàn đặc biệt với những đối thủ cùng hạng cân. Tháng 2 năm 2021, anh sẽ chạm trán cùng đối thủ người Việt gốc Anh Matthew Cook Donan tại thành phố Hồ Chí Minh trong một trận đấu chuyên nghiệp mở màn cho năm 2021 với nhiều dự định, trong đó có cả mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.